Hello, xin chào các bạn. Thường khi mà mình review á, thì mình sẽ chọn những cái sản phẩm mà mình vô cùng yêu thích và mình cực kỳ hài lòng khi sử dụng luôn. Tuy nhiên á, thì hôm nay mình sẽ làm một tập với chủ đề hoàn toàn ngược lại. Đó chính là những cái món đồ hiệu mà mình cảm thấy không thích và thậm chí là có cái cảm giác là ân hận sau khi mà mình đã mua và sử dụng. Thì hãy cùng đón xem trong tập ngày hôm nay nha. Thực ra thì không phải là ngay từ đầu mà mình không thích những cái món đồ này đâu. Tại vì nếu như mà không thích thì tại sao mình lại phải bỏ ra một cái món tiền lớn để mà mình đem những cái em này về, đúng không? Tuy nhiên thì sau một cái thời gian sử dụng thì mình mới nhận ra là em này có vẻ là không phù hợp. Và em ấy tạo nên một cái sự bất tiện cho mình, khiến mình rất là ít khi sử dụng những sản phẩm này luôn. Và thậm chí là đôi khi mình còn không muốn sử dụng lại những sản phẩm này nữa. Thì sản phẩm đầu tiên đó chính là một chiếc túi làm bằng chất liệu nhựa plastic đến từ thương hiệu Dolce Gabbana. Thì cái lần đầu tiên mà mình gặp em này á, thì mình cảm thấy rất là thích mọi người. Tại vì thứ nhất là em ấy nhìn rất là xinh. Cái thứ hai là mình nghĩ là khi mà mình mua chiếc túi này về á, thì mình sẽ sử dụng được rất là nhiều. Ví dụ như là mình có thể đựng quần áo trong này để mình đi biển nè, đồ bơi đúng không? Rồi mình có thể đựng những cái quần áo để mình đi tập gym, giày, dép vào trong này. Còn không á, thì mình hoàn toàn có thể mang chiếc túi này đi chơi một cách rất là bình thường. Đó, nói chung là mình đã suy nghĩ như vậy và mình đã đón cái em này về. Tuy nhiên thì khi mà mình mua em này thì là cái thời điểm dịch mọi người, cho nên là chắc chắn không có chuyện đi biển ha. Còn về cái việc mà mang đi tập thể thao á, thì vừa đựng quần áo, vừa đựng giày và vừa đựng bình nước á, thì em túi này sẽ không có vừa hết, cho nên là mình thường sẽ sử dụng một chiếc túi khác to hơn. Còn cái việc mà mang em này đi hàng ngày ngoài đường á, thì các bạn nhìn nè, em này thì kiểu là không có một cái ngăn nào mà có thể đậy lại được á mọi người. Cho nên cái việc mà bỏ điện thoại rồi túi tiền trong này thì mình cũng cảm thấy nó rất là bất an khi mà mình sử dụng em này luôn. Thành ra là mình cực kỳ ít sử dụng em này và dường như là không sử dụng luôn. Thì sau một thời gian mà mình cứ để em này hoài như vậy á, thì nó xảy ra cái hiện tượng là các bạn nhìn nè, nó tự bị cong lại như này, chứ hồi xưa là không nha. Hồi xưa là nó vuông vức luôn, rất là đẹp luôn á. Tự nhiên mình không dùng nữa, cái mình cứ để đó, xong rồi nó càng ngày nó càng cong. Thì hiện tại nhìn em này nó lại càng mất thẩm mỹ và khiến mình lại càng không muốn sử dụng em này nữa. Thì nói chung là có thể nói đây là cái em túi mà mình ít dùng nhất trong tất cả những chiếc túi hiệu của mình. Và em này là mình đã bỏ ra đến 20 triệu để mua một chiếc túi làm bằng nhựa như thế này, cho nên là mình cảm thấy khá là ân hận. Tiếp theo thì mình nghĩ là các bạn sẽ ngạc nhiên đấy, nhưng mà đúng vậy, đấy là chiếc túi Gucci Kai mà một thời mình đã kiểu phát điên lên về chiếc túi này. Nếu như các bạn đã từng xem cái tập mà đi săn những cái sản phẩm từ cái bộ sưu tập Gucci kết hợp với Kai này á, thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình mua được em này á, thật sự là mình đã quá quá hạnh phúc luôn. Nhưng mà thật ra á, là vì mình đã chọn tất cả những mẫu túi khác mà mình thích nhưng mà đều bị mua hết, cho nên là cuối cùng chỉ còn mỗi em này còn hàng thôi và mình đã lấy em này. Nhưng mà thật sự cảm giác lúc đó của mình á, nó rất là hạnh phúc luôn. Nhưng mà nha, lúc đó mình cũng có hơi lo một chút xíu là về cái dây rút này nè mọi người. Mình sợ là em này khi mà rút á thì nó sẽ không có đóng lại được á. Nhưng mà khi đó thì các anh chị nhân viên á, có nói với mình là à, tại vì cái túi của em nó còn mới thôi, nó còn cứng, nhưng mà em dùng một thời gian á, thì nó sẽ mềm và rút nó rất là dễ. Thì ok, mình cũng tin mình đã mua về. Tuy nhiên á, thì sau bao nhiêu lần mình sử dụng thì mình đều không rút được chiếc túi này. Nó rất là khó luôn á mọi người. Đây mọi người xem nha. Nè, nó rất là cứng và rất là khó để mà rút lại luôn. Và khi mà mình đã rút được một chút xíu như thế này ha, thì mình đi một hồi á, nó cũng bắt đầu nó giãn ra chút xíu, nó từ từ nó giãn ra rồi nó cũng há miệng ra lại thôi. Cho nên là khi mà mình để điện thoại nè, túi tiền và những cái đồ nhỏ nhỏ trong này á, thật sự mình rất là sợ mọi người, nó có thể bị rơi ra bất kỳ lúc nào. Hoặc là chỉ cần ai đi ngang qua, chỉ cần rất là thoải mái bỏ tay vô bóc ra thôi, thì mình cũng đã mất cái món đồ đó rồi. Cho nên là thật sự mỗi lần mà mình sử dụng em này, mình lúc nào cũng phải để ý coi là đồ mình nó đang có an toàn không, rồi cái túi khi mà mình ngồi xuống nó có bị nghiêng không, có bị đổ đồ ra ngoài không á mọi người. Nên thật sự là cái cảm giác sử dụng đó nó không thoải mái một chút nào hết. Và lần nào mình mang chiếc túi này mình cũng có cái cảm giác lo lắng như vậy. Thành ra là mình cũng bắt đầu hạn chế và không có sử dụng em này nhiều nữa. Thì đó là một cái điều rất là buồn ha. Tại vì mình thật sự đã rất rất là vui khi mà mình mua được cái bộ sưu tập Kai đáng yêu như thế này về, nhưng mà lại không có sử dụng được nhiều và không có thoải mái khi sử dụng. Thì rất rất là buồn luôn. Tiếp theo thì lại là một chiếc túi nữa. Chiếc túi này thì không phải là đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng đắt tiền ha. Nhưng mà em này tuy là hàng Việt Nam nhưng mà có giá lên đến cũng gần 20 triệu, cho nên là mình cũng sẽ liệt kê vào danh sách này luôn. Thì đây các bạn, đây là một chiếc túi cá sấu Việt Nam nhưng mà có giá là khoảng 18 triệu á. Thì khi mà mình mua em này á, cái lý do mình mua ha là tại vì khi đó mình đang khao khát cực kỳ một chiếc túi cá sấu hàng hiệu. Mà các bạn biết á, một chiếc túi cá sấu bạch tạng màu trắng như thế này đi ha, mà hàng hiệu thì đâu đó là khoảng gần 1 tỷ.
thì lúc đó là mình không có khả năng mua mọi người. Cho nên nó là một cái chiếc túi cá sấu Việt Nam nhưng mà cũng màu trắng như thế này, thì nó làm mình kiểu mà nguôi ngoai đi cái cơn thèm chiếc túi cá sấu Bà Tạng á. Cho nên là mình cũng kiểu mua chiếc túi này rất là nhanh và không có đắn đo. Và quả thật cái thời gian đầu khi mà mình mua về á, trời ơi mình thích lắm mọi người ơi, mình kiểu mình cứ để đó mình chân mình ngắm xong rồi mình sờ da cá sấu, tại mình đang mê da cá sấu mà, kiểu rất là thích luôn. Nhưng mà mỗi khi mà mình sử dụng em này thì mình lại kiểu nhìn nó có hợp không ta, sao nhìn nó già già vậy ta, kiểu vậy á. Cho nên là mỗi lần mình đeo chiếc túi này thật sự là mình không có tự tin, không tự tin một chút nào hết. Tại vì thật ra nha, da cá sấu Việt Nam á thì người ta làm kiểu cái kiểu dáng nó rất là già, cho nên là mỗi khi mình đeo chiếc túi này á thì mình lại liên tưởng đến cô của mình nè, bác của mình nè đó, kiểu vậy. Cho nên là mình tới bây giờ thì mình đã có được chiếc túi cá sấu mà hàng hiệu rồi. Cho nên là mình nhìn lại chiếc túi này thì mình kiểu chắc là mình sẽ không có sử dụng cái em này nữa đâu, kiểu vậy á. Và càng về sau nha, mình không hiểu tại sao nhưng mà cái phần gù lưng này nè mọi người, nó lại có cái xu hướng là nó ngã ngã sang cái màu xanh lá, là vừa trắng mà vừa xanh lá, giống như kiểu mình không hiểu nữa, nhìn nó kiểu nó càng cũ hơn á. Thì cái này không phải lỗi tại mình nha, tại vì nó đổi màu cho nên là mình mới không có sử dụng nó nhiều nữa. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình ít dùng đó chính là một chiếc card holder của nhà YSL. Thì cái em này á, là mình được tặng gì mình tặng và mua cho mình tại Mỹ luôn. Thì thật sự là mình rất là thích em này và tới bây giờ em này cũng rất là đẹp và rất là xịn sò luôn ấy. Nhưng mà cái lý do mà mình ít dùng em này á, là tại vì máy quá to đi. Tại vì thường các bạn thấy một cái card holder á, thì nó kiểu nó chỉ mỏng te thôi đúng không? Xong rồi các bạn chỉ bỏ những cái card vô nó rất là gọn. Tuy nhiên cái em card holder này á, nó còn to hơn cái chiếc ví mà mình dùng hàng ngày nữa. Đây các bạn nhìn nè. Đây ha, nó còn to hơn khá là nhiều luôn ấy. Trong khi với cái chiếc ví này thì mình vừa đựng được tiền nè, vừa đựng thẻ, vừa đựng được tất cả giấy tờ, rồi có cái que chọc sim, rồi một vài cái chìa khóa lẻ mình cũng tách ra mình bỏ trong này mình mang theo được luôn. Nói chung là ra đường mình chỉ cần cầm em này theo thôi là đủ hết tất cả mọi thứ. Trong khi đó với cái em này á thì to hơn rất là nhiều, nhưng mà không đựng được nhiều đâu nha mọi người. Mọi người nhìn nè, không gian bên trong nó bị giới hạn rất là nhiều. Đây nó chỉ mở được bấy nhiêu thôi. Và các bạn sẽ bỏ những cái thẻ vô đây, sẽ có hai ba cái ngăn thẻ trong này ha, và cái ngăn giữa thì rỗng. Thì các bạn có thể bỏ được vài cái thẻ cũng như là một ít tiền mặt là nó sẽ đầy cứng ngắc luôn rồi ấy. Cho nên là mình thấy là hiện tại á, cái xu hướng túi hiện nay á, càng ngày nó càng nhỏ, mà các bạn phải dành một cái khoảng không gian nó quá lớn cho một chiếc card holder như thế này, mà các bạn lại không thể nào đem theo đầy đủ giấy tờ tùy thân rồi tiền rồi những cái thứ lặt vặt nữa, cho nên mình cảm thấy là nó sẽ bất tiện hơn rất là nhiều so với cái việc là mình cứ cầm cái bóp mà mình hay sử dụng này đi thì nó sẽ tiện hơn. Đó chính là lý do mà tại sao á, tuy rất là thích cái em này nhưng mà cái số lần mà mình sử dụng em này á, nó chỉ đâu đó đếm được trên cái đầu ngón tay thôi. Cái sản phẩm tiếp theo thì là lỗi của mình nha mọi người. Thì đây chính là một em sneaker đến từ nhà Gucci. Em này thì thật sự là mình rất là thích và em này cũng đã từng rất là hot luôn á. Thì cái nhược điểm mà thật sự là của em này đó chính là em ấy quá nặng, nặng lắm luôn. Nhưng mà về cái kiểu dáng này các bạn nhìn nè, trời ơi siêu đẹp luôn, siêu hot luôn ấy. Nhưng mà tại sao lỗi của mình? Tại vì các bạn nhìn đi, đôi giày này nó quá bé. Chân mình á, là size khoảng 35 rưỡi 36 ha, thì em này là chỉ có hình như size 34 thôi. Có nghĩa là em này nhỏ hơn chân mình đến một size rưỡi mọi người là rất nhiều. Nhưng mà mình vẫn cố chấp mình mua em này tại vì mình quá thích cái em này đi. Nhưng mà cái lúc đó là cái đôi màu trắng còn size của mình. Nhưng mà mình nhất quyết, mình kiểu mà lì lắm mọi người, không lấy là không lấy, mình lấy đôi màu đen. Dù và mang vô nó chật cứng cái chân à, nhưng mà mình nghĩ là không sao đâu, mang một thời gian á nó sẽ giãn ra thôi. Tại vì những cái đôi giày như là Adidas Nike của mình á thì cũng vậy, mình mang nó hơi chật chật nhưng mà khi nó giãn ra á là mình thấy vừa. Tuy nhiên với cái em này nè, nó cứng ngắc rồi mọi người, nó cứng đơ luôn thì nó không có giãn được. Thì cái này là lỗi của mình. Cuối cùng mua em này về mà chỉ cần mang vào chân, chỉ cần đứng thôi, không cần đi nha mọi người, là nó đã đau rồi. Đau kinh khủng khủng khiếp luôn. Thành ra sau nhiều lần cũng rất là cố gắng, cũng ráng mang cho nó giãn, nhưng mà mình thấy là chân của mình nó đau, đau kinh khủng luôn á. Và thậm chí là có một lần mà mình mang hơi lâu á, là nó đau chắc phải 2 tuần nó mới hết. Cho nên là mình cảm thấy rất là sợ và bây giờ mình không có dám mang cái em này nữa. Thì rất là tiếc, nhưng mà thật sự đôi này rất là đẹp. Và mình đã từng cho nó vào cái danh sách những đôi sneaker mà mình yêu thích nhất đó mọi người. Chỉ là mình thích nhưng mà mình không mang được thôi. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là mỹ phẩm. Đó chính là cái em kem nền dạng thỏi của nhà Tom Ford. Thì khi mà mua em này mình thích lắm mọi người. Tại vì bình thường á, kem nền nó kiểu dạng lỏng, mình dùng quen rồi đúng không? Thì bây giờ đây, một cái dạng thỏi như thế này. Mọi người coi nó có đẹp và có xịn sò không nè. Trời ơi, mình mê lắm mọi người. Đây. Đó.
xong rồi mình chỉ cần mình chét lên mặt ha, xong rồi mình tán ra thôi. Nhưng mà cái lý do mà mình cảm thấy ân hận khi mình mua em này á là tại vì chính vì cái chất của nó là cái chất kiểu kem mà đặc như vậy á, cho nên là khi mà tán lên trên da á, nó rất là khó đều và cảm giác nó rất là dày luôn. Dù nếu như mà mình cố gắng mình tán mỏng nó ra á, thì nó sẽ làm xáo trộn hết trơn những cái lớp mà mình setup bên dưới, ví dụ như là kem dưỡng nè, chống nắng nè, kem lót nè, nó sẽ kiểu nó đào bới lên tùm lum hết. Còn nếu như mà mình tán mà nó không có được đều lắm á, thì nó sẽ rất là dày và rất là nặng mặt. Đó là cái thứ nhất thôi. Còn cái khuyết điểm thứ hai á, đó chính là khi mà mình tán xong và mình phủ phấn mọi thứ ok hết rồi ha mọi người, thì bắt đầu cái chất kem này nè nó mới bắt đầu nó tan chảy ra, do là trên da mình nó có nhiệt độ thì nó mới tan, nhưng mà nó tan rất là chậm. Thà là nó tan ngay đi thì mình sẽ biết cách mà mình phủ phấn làm sao cho nó hợp lý. Nhưng mà đây khoảng chắc sau khi mình make up khoảng 15 phút rồi thậm chí là 1 tiếng sau á, nó bắt đầu nó tan ra mọi người. Thì cái lớp nền của mình nó cực kỳ dính và nó kiểu giống như là nó bị dư ẩm á mọi người, tại vì ban đầu nó đang khô thì mình phủ phấn lên là vừa, sau đó nó càng ngày nó càng chảy ra, thì cái kiểu như giống như cái chất lỏng của nó càng ngày nó càng nhiều lên vậy đó mọi người, thì nó sẽ làm cho cái lớp phấn của mình nó không đủ, nó bị nhiều ra và nhìn mặt mình giống kiểu bị bóng dầu á, và cái lớp nền đó nó cũng không có bám chắc nữa, kiểu như có cái gì sờ qua mặt mình một cái thôi là nó cũng có thể nó làm bay cái lớp đó đi, tại vì nó quá ướt kiểu vậy á. Và cái mặt mình nó cứ kiểu bị sao ta, nó bị dính dính và nó rít rít, nó rất là khó chịu, và càng như vậy thì nó lại càng nhìn nó không đều đó kiểu vậy á. Cho nên là tuy là em này dùng thì rất là vui và kiểu rất là lạ, nhưng mà mình sẽ không có dám dùng em này, cho nên là em này mình mua rất là lâu rồi nhưng mà vẫn còn mới nguyên như vậy á mọi người. Và cuối cùng đó chính là những cây son Louboutin Satin. Cái dòng lì thì mình rất thích nha, mình cực kỳ thích dòng lì luôn, nhưng mà mình không hiểu sao cái dòng satin này á thì nó làm mình thất vọng tràn trề. Kiểu như khi mà mình sử dụng cái em này lên môi á, nó nặng cực kỳ luôn, nó dày cui à, xong rồi nó nặng trịch cái môi, xong rồi nó còn kiểu nó lem nhem nó dính cho miệng á, xong rồi mình sẽ nếm được cái vị son này, cái mùi son nó ghê lắm mọi người ơi. Rồi sao nữa ta, kiểu như nó dày quá cho nên là khi mà mình bặm môi á, thì mình bặm nhiều lần á thì bắt đầu son nó sẽ bị đẩy ra và nó sẽ bám vào cái vành ngoài, còn cái phần lòng môi mà cần son á thì nó sẽ không có son, tại vì khi mà mình bặm môi thì nó chảy hết ra ngoài. Mà mình lại là một cái đứa có thói quen là bặm môi nữa, cho nên là nói chung là nó vừa khó chịu, xong rồi vừa nếm cái vị son nó ghê, xong rồi nó lại còn không đều nữa kiểu vậy. Cho nên là mình chung mà mình rất là ân hận khi mà mình mua cái dòng son satin này. Nhưng mà cái dòng lì thì mình rất là thích nha. Nói chung là mình là một cái con người cực kỳ thích son lì, và mình công nhận là son lì của Louboutin là rất tốt luôn. Nhưng mà cái thời điểm đầu mà khi mà ra mắt cái em này mà kiểu mọi người kiểu phát điên lên để mà đi mua những cái em này á, thì lúc đó có màu nào mình mua màu đó thì mọi người, chứ cũng không có lựa chọn màu nào hay là cái chất son nào đâu. Nói chung mua được là vui rồi á. Cho nên là mình đã mua chúng phải hai cây son satin mà tới giờ mình ân hận và mình cũng gần như là không xài luôn đó mọi người. Nói chung thì khi mà mình đã bỏ ra một cái món tiền lớn để mà mình mang những cái sản phẩm high end này về nhà, thì mình luôn hy vọng rằng mình sẽ sử dụng được những cái em này thật là nhiều lần, và thậm chí là dùng cho đến khi mà những em này cũ và bị hư luôn á thì mình mới bỏ. Chứ mình cũng không có ý định là sẽ batch lại những cái đồ mà mình ít dùng, hoặc là thôi mình thích thì mình cứ mua đi, khi nào mà không thích nữa thì mình sẽ batch lại cho người khác. Thì cái tính mình nó sẽ không có như vậy, và thường là mình cũng sẽ không có batch đồ cho bất kỳ ai. Cho nên là để liệt kê ra những cái sản phẩm này vào cái danh sách mà những món đồ mà mình không thích và cực kỳ ít sử dụng á, mình cũng cảm thấy rất là buồn. Tại vì tại sao mình lại đưa ra những cái quyết định mà có thể là nó không có được đúng đắn, để mà bây giờ xảy ra cái trường hợp là mình không có yêu thích những cái món đồ này như vậy. Còn những cái món đồ khác á, mà có thể là mình cũng ít dùng, nhưng mà vì là cái style của mình nó thay đổi, hoặc là vì một cái lý do nào đó mà mình ít dùng á, chứ không phải là cái lỗi của sản phẩm đó, thì mình sẽ không có đưa vào tập này ha. Thì không biết là các bạn có gặp cái trường hợp như mình không, đó là bỏ tiền ra mua một cái món đồ nào đó nó cũng có giá trị khá là cao nhưng mà không sử dụng được nhiều á, thì các bạn hãy nhớ để lại cái phần bình luận cho mình cùng chia sẻ cái nỗi buồn đó với các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video. Nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.